Trận mưa dông với cường độ lớn kéo dài 1 giờ đồng hồ vào cuối giờ chiều ngày hôm qua tại Hà Nội đã gây mất điện và úng ngập nhẹ trên nhiều tuyến phố, không ít cây xanh thì đã bị quật ngã và đặc biệt là một chiếc xe taxi đã bị cây xà cừ cột thụ đè nát khiến cho tài xế tử vong ngay tại chỗ. Sự việc đáng tiếc xảy ra tại khu vực đường Hùng Vương gần ngã ba đường Thanh niên Mai Xuân Thường khi một cây xà cừ đường kính khoảng 1 mét đổ đè lên một chiếc taxi của hãng Group mang biển kiểm soát 29A97324 khi đang lưu thông. Cây xà cừ đè đúng vị trí của tài xế, kẹp chặt tài xế ở trong xe khiến anh này tử vong tại chỗ. Một vị khách ngồi ở ghế sau của taxi cũng bị thương. Cơ quan chức năng đã phải điều lực lượng cứu hộ cùng hai xe cứu hỏa tới hiện trường để giải phóng hiện trường. Mưa to gió lớn cũng đã thổi tung nhiều bảng hiệu, mái che, quật đổ nhiều cây xanh và thậm chí cả người đi đường cũng bị gió thổi ngã. Giao thông thành phố bị xáo trộn. Trận mưa dông còn gây mất điện tại hồ điều tiết Hồ Tây, trạm bơm Hồ Bảy Mẫu và nhiều tuyến đường trong thành phố ở khu vực nội thành.